Gần đây ngài liên tục cách đấu với các môn phái, thường nói năng chuyện về nhiếp ảnh. Ngài không sợ mọi người lời ra tiếng vào sao? Ta biết rất nhiều người cảm thấy ta đi khắp nơi cách đấu các đại môn phái quá là phô trương, nhưng mà võ công vốn dĩ nên phân cao thấp. Với lại ta muốn cho mọi người biết, Diệp Vân không thể đại diện cho Bình Xuân. Thưa các vị, bây giờ ta tuyên bố, ta muốn công khai cách đấu Diệp Vân. Bình Xuân chính tông.